Xin chào các bạn học sinh, cô tên là Trà My. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp tục đi tìm hiểu tuần 11 của phân môn tiếng Việt 3, chủ đề quê hương. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần A là phần kiến thức trọng tâm. Một, ôn tập câu ai làm gì. Cô đã giảng về phần kiến thức cũng như cho các bạn làm về các dạng bài tập của nó. Các bạn hãy mở lại video cũ, các bạn xem để các bạn xem lại phần kiến thức và các dạng bài tập mà cô ôn tập. Sau đó các bạn quay lại đây và tiếp tục cùng cô học nhé các con. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 2, mở rộng vốn từ quê hương. Các từ ngữ quê quán, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốn. Chỉ sự vật ở quê hương như là cây đa, dòng sông, con đò, mái đình, ngọn núi, phố phường. Hoặc là chỉ tình cảm đối với quê hương là gắn bó, nhớ thương, yêu quý, thương yêu, bùi ngùi, tự hào. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần B là phần bài tập. Một, đọc hiểu. Bây giờ cô và các bạn hãy cùng nhau đọc hiểu bài này nhé. Tiếng hát lên ngung. Chuyện xưa kể lại, quê hương của người Mờ Nông là dãy núi Nâm Nung. Trên đỉnh núi Chà Mây trời có ngọn tháp cao, dưới chân tháp là một tảng đá rộng và mỏng. Dòng nước dội xuống phát ra muôn ngàn tiếng vang ngân như chuông reo. Tiếng vang đến từ From, vua From nghiêm túc, nhiều phen cho người dò thám để phá nguồn nước chảy xuống tháp. Một lần, người của From bắt được chàng trai Đông Xuân, vừa dụ dỗ chàng chỉ đường lên ngọn, lên nguồn nước, hứa gả cho con gái đẹp, cho nhiều chế bạc và nương rẫy. Đông Xuân không chịu, vua tức giận đưa chàng đi thật xa. Từ ngày bị đưa vào rừng thẳm, cái bụng Đông Xuân lúc nào cũng nghe tiếng ngân vang của dòng thác. Chàng quên ăn, quên ngủ, ngày đêm lội suối băng rừng, lần theo tiếng thác reo. Khi chàng về được dưới chân thác, râu tóc đã bạc, dài quá vai. Dòng thác lên gôn vẫn trẻ trung, ngân vang khắp núi rừng tiếng chuông, gọi những người con xa quê về với buôn làng. Dựa vào nội dung bài đọc trên, chúng ta hãy khoanh tròn vào chữ cái đọc trước câu trả lời đúng nhất, hoặc là làm theo yêu cầu của mỗi câu hỏi. Sau mỗi câu hỏi mà cô đọc ra, thì các con hãy dừng video lại, trả lời các câu hỏi xong, sau đó các con sẽ dò lại với đáp án của cô nhé. Câu 1. Theo chuyện xưa, quê hương của người Mờ Nông ở đâu? Ở đây, người ta nói rằng, chuyện xưa kể lại, quê hương của người Mờ Nông là dãy núi Nâm Nung. Vậy, phương án trả lời đúng nhất cho câu 1 chính là phương án B. Câu 2. Cảm thấy ghen tức, vua From đã làm gì? A. Đến thăm dãy núi Nâm Nung và yêu cầu bà con rời khỏi nơi đây. B. Vua cho phép chàng trai Đông Xuân trở về với quê hương của mình. C. Nhiều phen cho người do thám để phá nguồn nước chảy xuống thác. Và D. Vua gả con gái đẹp cho chàng Đông Xuân. Ở đây, người ta nói rằng vua From ghen tức, nhiều phen cho người do thám để phá nguồn nước chảy xuống thác. Vậy, phương án trả lời đúng nhất cho câu này đó chính là phương án C. Câu 3. Vì sao chàng trai Đông Xuân không chịu chỉ đường lên nguồn nước cho vua From? A. Vì chàng trai này không biết đường lên nguồn nước. B. Vì chàng trai này không thích lấy cô gái đẹp. C. Vì chàng trai không nhớ đường lên nguồn nước đó, nơi quê hương yêu dấu của mình. Và D. Vì chàng biết ý đồ của vua From nên nhất quyết không muốn quê hương mình bị vua From làm điều xấu. Dựa theo những gì mà đoạn văn trên nói, thì đáp án đúng nhất chính là đáp án D. Chàng biết rõ ý đồ của vua From.
Hèn biết rằng vua ghen ăn tức ở, cho nên là nếu như mà chỉ đường lên thác, vua Frông nhất định sẽ làm cho nguồn nước nơi quê hương của chàng sẽ bị hủy hoại, bị phá hoại. Cho nên chàng muốn bảo vệ cho ngọn thác của mình. Chi tiết nào trong đoạn 3 của bài đọc đã cho thấy sự trái ngược giữa chàng trai năm xưa và dòng thác Lang Cung khi chàng trở về quê hương? A. Chàng trai râu tóc bạc. A. Chàng trai A. Chàng trai râu tóc đã bạc phơ, dài quá vai, còn dòng thác Lang Cung vẫn trẻ trung ngân vang khắp núi rừng. B. Cái bụng đâm sâm lúc nào cũng nghe thấy tiếng ngân vang của dòng thác. C. Chàng quên ăn, quên ngủ, ngày đêm rội suối băng rừng, lần theo tiếng thác reo. Và D. Những ngôi sao trên trời như những hạt thóc trên đồng mùa gặt. Để trả lời cho câu này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại đoạn văn thứ ba. Ở đoạn này, người ta nói rằng khi chàng về được dưới chân thác, râu tóc đã trắng bạc dài quá vai, dòng thác Lang Cung vẫn trẻ trung ngân vang khắp núi rừng. Vậy căn cứ vào hai câu trên thì chúng ta sẽ chọn phương án A. Thì phương án mà chúng ta chọn cho câu trả lời này đó chính là phương án A. Câu 5. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của câu chuyện? A. Ca ngợi lòng dũng cảm của chàng nông xuân. B. Ca ngợi tình yêu quê hương của người mờ nông. C. Ca ngợi âm thanh kỳ diệu của thác Lang Cung. Và D. Ca ngợi thiên nhiên quê hương Việt Nam ta. Chỉ thông qua hình ảnh của chàng trai đâm sâm thôi, chúng ta cũng thấy được tình yêu quê hương tha thiết mặn nồng của người mờ nông. Vậy ý nghĩa của câu chuyện chính là ca ngợi tình yêu quê hương của người mờ nông. Vậy phương án B là phương án trả lời chính xác nhất. Câu 6. Thành ngữ nào sau đây có thể thay cho từ được in đậm trong câu văn sau? Chuyện xưa kể lại, quê hương của người mờ nông là dãy núi Nâm Nung. A. Quê cha đất tổ. B. Quê hương bản quán. C. Nơi chôn rau cắt rốn. Và D. Tất cả các đáp án trên. Vậy thành ngữ được thay cho từ quê hương ở đây cũng là quê cha đất tổ, cũng là quê hương bản quán, cũng là nơi chôn rau cắt rốn. Vậy câu D là câu trả lời chính xác nhất. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu 7. Câu 7 này là một hiện câu khó, cho nên các con hãy tập trung vào câu này nhé. Trong bài đọc có những câu văn rất giàu hình ảnh. Em thích nhất câu văn nào? Vì sao? Ở đây cô sẽ lấy một câu ví dụ mẫu để cho các con có thể dựa theo đó mà làm nhé. Em thích nhất là câu văn dòng nước dội xuống phát ra muôn ngàn tiếng vang ngân như chuông reo. Bởi vì câu văn ấy làm cho em tưởng tượng ra trước mắt mình là một không gian bao la, thoáng đãng. Có thể nghe thấy tiếng thác chảy ngân nga bên tai như tiếng chuông reo. Âm thanh ấy thật tuyệt vời. Đây là đoạn mẫu mà cô đưa ra các con. Nếu như các con thích câu văn nào, các con hãy ghi ra và các con phân tích giống như là cô đã phân tích trên để cho bài văn của mình thật là hoàn chỉnh các con. Sau khi các con đã cùng cô làm xong câu 7 này, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 2 La Mã là phần luyện tập. Bài 1. Điền vào chỗ trống A, S hoặc X. Ở từ đầu tiên, cô sẽ lựa chọn từ X. Cô sẽ được cụm từ là cây xoan. Ở từ số 2, cô sẽ lựa chọn từ sờ. Cụm từ cô nhận được là ngôi sao.
Ở từ số 3, cô sẽ lựa chọn từ sờ. Cụm từ của cô đó là xong việc. Từ cuối cùng, cô sẽ lựa chọn từ sờ. Cụm từ hoàn chỉnh của cô là lao sao. B. Vần ươm hoặc vần ươm. Ở từ đầu tiên, cô sẽ lựa chọn vần ươm. Cụm từ hoàn chỉnh của cô là con lươn. Cụm từ số 2, cô cũng sẽ lựa chọn vần ươm. Vậy cô được từ là bay lượn. Ở từ số 3, cô lựa chọn vần ươm. Cô sẽ được từ lương thực. Và từ cuối cùng, cô sẽ lựa chọn vật ương. Cụm từ của cô đó là khối lượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua bài 2. Em hãy gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động trạng thái trong các câu thơ sau. A. Quê tôi có núi non hùng vĩ, mang tình cha cho những lối mòn. Ở đây cô có hoạt động, đó chính là hoạt động mang. Và trạng thái đó chính là trạng thái mòn. Câu B. Chân trời xa tít mênh mông, gió xua từng đám mây hồng nhẹ bay. À, vậy hoạt động ở đây chính là hoạt động xua. Và trạng thái chính là trạng thái bay. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài 3. Em hãy viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu văn theo mẫu ai làm gì. A. Các bạn học sinh lớp 3A. Ở đây cô sẽ điền cụm từ là đang chăm chú nghe cô giáo kể chuyện. Vậy cái phần các bạn học sinh lớp 3 này là phần trả lời cho câu hỏi ai? Đang chăm chú nghe cô giáo kể chuyện, trả lời cho câu hỏi làm gì? Vậy đây chính là một mẫu câu được viết theo dạng câu ai làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu B. Bầy chim non. Ở đây cô sẽ lựa chọn điền câu là hót líu lo mỗi buổi sáng sớm. Vậy phần bầy chim non này trả lời cho câu hỏi ai? Hót líu lo mỗi buổi sáng sớm trả lời cho câu hỏi làm gì? Vậy đây là mẫu câu ai làm gì? Câu C, bát gạo trống. Ở đây cô sẽ lựa chọn điền với câu là đánh thức mọi người dậy đi học, đi làm. Vậy trong câu này phần bát gạo trống chính là trả lời cho câu hỏi ai? Đánh thức mọi người dậy đi học, đi làm trả lời cho bộ phận làm gì? Vậy đây chính là mẫu câu ai làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu 4. Em hãy gạch chân dưới các câu văn được viết theo kiểu câu ai làm gì trong đoạn văn sau. Ở đây chúng ta sẽ có hai câu được viết theo mẫu câu ai làm gì. Câu đầu tiên chính là Thanh đến bên bể nước, múc nước vào thau rửa mặt. Trong câu này thì Thanh trả lời cho câu hỏi ai? Và đến bên bể nước, múc nước vào thau rửa mặt trả lời cho câu hỏi làm gì? Câu số 2 là Thành cúi nhìn bóng mình trong lòng bể với những mảng trời xanh. Ở trong câu này, bộ phận trả lời cho câu hỏi ai chính là Thanh. Và bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì chính là cúi nhìn bóng mình trong lòng bể với những mảng trời xanh. Vậy là chúng ta đã tìm xong các câu viết theo cấu trúc ai làm gì. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 5. Em hãy gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì trong câu văn sau. A. Trên mảnh đất này chúng tôi trồng trọt, chăn nuôi. Ở câu A này thì bộ phận trồng trọt và chăn nuôi chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì? Câu trên mảnh đất này
chính là một trạng ngữ chỉ nơi chốn, còn phần chúng tôi này là bộ phận để trả lời cho câu hỏi ai. Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu B. Em vẽ bức tranh đồng quê thật đẹp. Vậy bộ phận vẽ bức tranh đồng quê thật đẹp này chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì? Còn em ở đây trả lời cho câu hỏi ai? Bài 6. Em hãy sắp xếp các câu sau theo thứ tự của một đoạn văn viết về cảnh đẹp quê hương. Sau đó viết lại đoạn văn theo thứ tự đã sắp xếp đúng. Một, dù đi xa bất cứ nơi đâu, nhưng những kỷ niệm về một thời thơ ấu ở quê nhà vẫn còn lắng đọng trong tâm trí em. Hai, đó là làng Đan Nê nằm ven sông Mã. Ba, tiếng sáo diều vi vu hòa lẫn tiếng cười đùa vang cả cánh đồng. 4. Em rất thích những buổi chiều hè, cùng bạn bè rủ nhau lên thuyền đê thả diều rồi lại xuống dòng sông trong xanh bơi lội. Và 5. Nghỉ hè, bố thường cho em về quê thăm ông bà. Ở đề bài này người ta yêu cầu là trong 5 câu này chúng ta hãy sắp xếp thứ tự các đoạn văn nó một cách thật chính xác. Vậy thứ tự lần lượt chính xác nhất đó chính là 5, 2, 4, 3, cuối cùng là 1. Vậy bây giờ cô sẽ đọc để các con coi 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 đã đúng chưa nhé. Nghỉ hè, bố thường cho em về quê thăm ông bà. Đó là làng Đan Nê nằm ven sông Mã. Em rất thích những buổi chiều hè, cùng bạn bè rủ nhau lên thuyền đê thả diều rồi lại xuống dòng sông trong xanh bơi lội. Tiếng sáo diều vi vu hòa lẫn tiếng cười đùa bên cả cánh đồng. Dù đi xa bất cứ nơi đâu, nhưng những kỷ niệm về một thời thơ ấu ở quê nhà vẫn còn lắng đọng mãi trong tâm trí em. Vậy sau khi chúng ta đã sắp xếp đúng thứ tự các câu này rồi thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta hãy viết lại đoạn văn. Vậy bây giờ cô và các con hãy cùng nhau viết lại đoạn văn này vào vở nhé. Nghỉ hè, bố thường cho em về quê thăm ông bà. Đó là làng Đan Nê nằm bên sông Mã. Em rất thích những buổi chiều hè, cùng bạn bè rủ nhau lên thuyền ghe thả diều, rồi lại xuống dòng sông trong xanh bơi lội. Tiếng sáo diều vi vu, hòa lẫn tiếng cười đùa vang cả cánh đồng. Dù đi xa bất cứ nơi đâu, nhưng những kỷ niệm về một thời thơ ấu ở quê nhà vẫn còn lắng đọng mãi trong tâm trí em. Đó là nội dung bài học hôm nay của chúng ta. Các con về nhà, hãy học bài, ôn bài lại đầy đủ, sau đó làm thêm các dạng bài tập để củng cố thêm kiến thức của mình. Bên cạnh đó, hãy xem bài của tuần mới để buổi học sau được đạt hiệu quả một cách tốt nhất. Cảm ơn các con hôm nay đã cùng hợp tác xây dựng bài với cô. Hẹn gặp lại các con vào tuần sau. Tạm biệt các con.